Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dán miếng dán nano màn hình cho Galaxy Tab S9 Fold Plus. Bước 1. Vệ sinh màn hình Galaxy Tab S9 Fold Plus. Chúng ta sẽ sử dụng khăn lau chuyên dụng để làm sạch bề mặt màn hình Tab S9 Fold Plus. Bước 2. Ướm miếng dán vào màn hình Tab S9 Fold Plus. Chúng ta sẽ ướm miếng dán sao cho vừa khít với màn hình Galaxy Tab S9 Fold Plus nhất có thể. Sau khi ướm vừa khít vào màn hình, chúng ta sẽ lấy miếng gạt chuyên dụng miết qua một lượt để cho đều kéo nhất. Bước 3. Miết đều keo và đẩy bọt khí ra. Việc sau khi ướm mà vẫn còn bọt khí là điều không thể tránh khỏi. Việc của chúng ta bây giờ là hết sức bình tĩnh và lấy miếng gạt để miết đầy hết bọt khí còn sót lại trong miếng dán màn hình ra. Trong quá trình dán, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới video để cho bên mình được biết. Ở đây, bên mình có test thử miếng dán màn hình nano với một chút nước. Như các bạn đang thấy thì, hiệu ứng cánh sen rất là đẹp, với những giọt nước đọng thành hạt và chảy đều không bám trên bề mặt màn hình. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng cho Galaxy Tab S9 Fold Plus, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline hoặc địa chỉ hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. You know.